cảm ơn anh em ha. Nếu anh em thấy hay thì cứ đăng ký kênh YouTube đi mình, cũng như là bật cái chế thông báo để nhận được những video mới. Các bạn thì hôm nay á, thì bên Tân Cảng sẵn tiện đang chuẩn bị test một con máy gửi cho anh khách, sẵn là mình làm luôn cái video để nó sơ qua nhanh qua về cái con phone liên kết dùng hơi này nè. Đó, thường thì những anh em mà đang dùng những dòng máy CNC hoặc là mình sử dụng những con ốc cam dạng 1540 này nè, đó con ốc cam nè, anh em thấy không đó, thì cái dòng máy này nó sẽ hỗ trợ hoặc là dựa trên những cái lỗ con D15 này, nó sẽ dựa trên cái lỗ này, nó sẽ khoan hồng. Có nhiều anh em thì nhầm tưởng là nó sẽ khoan được cái mặt dây, khoan được cái lỗ này, nhưng thật ra những cái dòng máy này nó chỉ khoan hông, hỗ trợ khoan hông thôi. Đây, giờ mình sẽ giới thiệu nhanh qua về cái dòng này. Thì đầu tiên thì máy này thì sẽ gồm cái bộ cử của một máy khoan, công suất của nó là 500W. Đây, có cái mã hiệu của cái máy khoan đây, C1Z FF05 10A. Đó, cái này thì dòng máy khoan Trung Quốc thôi, chứ cũng không có gì. Đó, đi kèm của nó thì nó sẽ có một cái mũi khoan phi 8 và một cái hộp điều khiển. Hộp điều khiển này nó sẽ điều khiển hơi này, cũng như là cái dòng điện cho máy khoan. Đây, để mình hướng dẫn các bạn đây, để mình bấm thử trước ha, để các bạn xem cái máy hoạt động như thế nào. Đó, mặt dưới á, thì như nãy mình đã nói, nó sẽ có một cái đường kính, nói chung là nó rộng hơn khoảng 15mm này. Nó sẽ sụp vào trong cái lỗ này, và nó sẽ hỗ trợ khoan hông. Đây, cái mũi khoan hông này. Về con máy này thì sẽ có một số lưu ý tí xíu, đó là nó có hai cái nấm điều khiển, đây là tốc độ ra cũng như là đây là cái đầu vào. Nên để gần máy gần cái mũi ở đỉnh đào này là ra, đây là vào. Thường thì chúng ta nên chỉnh ở tốc độ ra thì nó nhanh, nhưng vào thì sẽ chậm, để cho bảo vệ cái mũi khoan cũng như cái công suất cũng như cái máy nó được bền hơn. Chứ ví dụ như các bạn mà dùng vào nhanh quá thì ví dụ như ép mũi quá thì nó nhanh cháy mũi, cũng như là ép máy nó hư máy. Còn gì ra thì mình cần nhanh vì nó có cái độ thông thoáng của cái lỗ rồi. Rồi tiếp theo cái chai này, đây nãy mình nói cái lỗ rồi, là trên này nó sẽ có cái nấm này nè, các bạn sẽ rút ra, mình sẽ điều chỉnh cái bộ cử này. Cái gì như mình khi mình khoan con cam rồi đó, nó sẽ chọc ra, mình sẽ tiếp tục mình rút ra, mình khoan những cái lỗ chút gỗ. Nếu các bạn muốn tăng cường cái độ cứng, mình khoan chút gỗ. Về cái dòng máy này thì chi tiết nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có khó. Còn ví dụ như trước khi gửi thì như các bạn thấy thì bên mình đều kiểm tra trước. Còn ví dụ như thường thì nó sẽ có những cái sự cố như khi vận chuyển ở trong này nè, nó sẽ bị như bấm nó không chạy, thì có thể nó mục hay là nó tụt cái dây, thì các bạn chỉ cần đơn giản mình tháo ra mình lắp lại thôi, nó cũng rất là đơn giản, là tránh mất thời gian hai bay. Còn vì đơn giá sản phẩm thì nó khoảng tầm 3,7 triệu. Đó, cái này video này thì mình cũng làm nhanh qua để cho những anh em nào mình chưa nắm được thông tin, cũng như những anh em bán hàng khác ví dụ như mình bán mình cũng có một chút thông tin để ví dụ như mình tư vấn cho khách hàng. Đó, đây sẵn anh thợ mình vừa mới về luôn thì mình sẽ khoan thử cho các bạn cái đường cái mũi khoan nó như thế nào. Anh khách mà có coi thì thông cảm cho em một mũi khoan nha. Còn cái này thì mình có nói nó nhanh qua là cái từ mép này nè cho tới tim thì anh em khoan khoảng cách nó là 3/2 ngay tim này nè, rồi dùng mũi D15 thôi. Nãy anh hãng cũng mới nói với mình luôn, đây cái loại dòng máy này thì nó là của hãng đầu địa của Trung Quốc, nó là hãng Đông Trang. Còn mà khi về Việt Nam khi mà hàng Việt Nam thì nó sẽ có tên là DCA. Này, Đông Trang mình cũng biết nữa, mình thấy cái chữ. Còn cái chai này có tên chính hãng của hãng này, thì tấm giả, hàng giả đây, Đông Trang. Các bạn thấy không, nó hơi khó nhìn tí xíu. Giờ mình sẽ khoan thử ha. Sau khi maybe mình đã khoan sẵn thấy trước 4 lỗ này, mà mình khoan thử một lỗ thôi. Đó, trong này nó sẽ có cái cục này nè, các bạn để cho nó sập vào trong cái lỗ này đó. Cái cục này nó sẽ sập vào trong cái lỗ này. Đó, bên mình đã để chế độ tốc nó rất là phù hợp rồi. D15 này trước này, đây con này là kho bắt con ốc cam, đây này là hai con trúc gỗ. Cảm ơn anh em.